Thưa quý vị và các bạn, Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 13 CA Expo 2016 được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sự kiện giao thương quy mô lớn này là cơ hội thiết thực giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường. Đặc biệt trong năm nay, với vai trò là quốc gia danh dự, khu gian hàng Việt Nam đã thu hút một lượng lớn khách tham quan và các đối tác thương mại. Chủ đề hội chợ năm nay là cùng xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, tăng cường xây dựng khối vận mệnh chung ASEAN, Trung Quốc mật thiết hơn. Hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo qua 12 lần tổ chức đã trở thành cầu nối hữu hiệu giữa các doanh nghiệp ASEAN với Trung Quốc và ngược lại. Vì vậy, khi tham dự CA Expo, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ thâm nhập thị trường Trung Quốc mà còn có cơ hội giao lưu, phát triển thị trường với các đối tác đến từ ASEAN và nhiều thị trường khác trên thế giới. Hội chợ của CA Expo như thế này có ý nghĩa rất lớn cho một cái bối cảnh mà khi mà hội nhập quốc tế được đẩy ở mức rất cao, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận được với lại những khung khổ chính sách quốc gia và của hội nhập trong khu vực và quốc tế để chúng ta có thể khai thác những cơ hội của thị trường một cách bền vững được. CA Expo được xác định là một trong ba hoạt động có ý nghĩa quan trọng được chính phủ Trung Quốc quyết định tổ chức hàng năm cùng với diễn đàn Bắc Ngao và diễn đàn Davos Thiên Tân. Vì vậy đã trở thành điểm đến của không chỉ doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN mà còn cả các đối tác ngoài khu vực. Theo thứ tự luân phiên giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, năm nay Việt Nam đóng vai trò là quốc gia danh dự tại hội chợ CA Expo 2016 và cùng nước chủ nhà Trung Quốc đồng chủ trì những hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Đây là dịp tốt để khẳng định vị trí và vai trò của Việt Nam trong quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Và trong các cái hội chợ của ASEAN với Trung Quốc tại Nam Ninh, thì Việt Nam luôn luôn là một cái quốc gia có thể nói là rất tích cực và đã có những cái đóng góp và đồng thời cũng khai thác được những cái cơ hội và rất có hiệu quả từ những cái khung khổ hợp tác này. Tôi nói ví dụ như là các cái hoạt động thương mại của chúng ta thì đã không chỉ còn dừng ở một số các cái mặt hàng gọi là có cái thương hiệu quen thuộc mà chúng ta còn đang tiếp tục triển khai những cái cơ hội cho cái phát triển thị trường tại Trung Quốc thông qua những hoạt động xúc tiến thương mại tại hội chợ này cho những mặt hàng mới có tiềm năng của chúng ta mà có nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Và đặc biệt chúng ta là cái quốc gia mà có thể nói vừa là một cái quốc gia rất tích cực có trách nhiệm của cộng đồng kinh tế ASEAN nhưng đồng thời lại có một cái vị trí địa chính trị và có một cái lợi thế rất là to lớn để tạo được cái kết nối và là cái cầu nối của các nước ASEAN và các thành viên trong cộng đồng kinh tế ASEAN với Trung Quốc. Tại CA Expo 2016, Việt Nam là nước có số doanh nghiệp tham gia đông nhất trong số các nước ASEAN với 137 doanh nghiệp và 237 gian hàng trưng bày trên tổng diện tích hơn 5.000 m². Ngoài các cái khách hàng truyền thống ở Trung Quốc thì hôm nay là hội chợ ASEAN cũng có rất nhiều khách ở các nước khác trong khu vực ASEAN cũng tham quan cái gian hàng của chúng tôi và họ cũng đã có những sự kết nối khởi đầu ban đầu. Ví dụ như là những cái thông tin ban đầu để kết nối với nhau sau khi hội chợ thì dự kiến thì sắp tới vào tháng 11 thì chúng tôi sẽ xúc tiến thêm một cái hội chợ nữa ở Myanmar và sẽ phát triển thêm các khách hàng ở khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi là đã phân phối ở Hồng Kông và Úc. Chúng tôi tham gia hội chợ lần này là muốn thâm nhập thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN, mong muốn tìm những đối tác để phát triển lớn hơn cái thị trường của mình. Đối với một doanh nghiệp trẻ như công ty Sơn Lâm của chúng tôi thì chúng tôi rất quan tâm đến các cái chương trình hội chợ xúc tiến của Việt Nam đối với các nước, đặc biệt là những chương trình xúc tiến mà uy tín trong và ngoài nước. Thì với những cái lựa chọn khắt khe thì Sơn Lâm cũng được tham dự vào cái hội chợ, đặc biệt là CA Expo 2016 đợt này. Và chúng tôi rất quan tâm đến các đối tác trong và ngoài nước để mà chúng tôi có dịp để giới thiệu các cái sản phẩm chất lượng cà phê của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Nhiều sản phẩm xuất xứ Việt Nam có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc như đồ gỗ nội thất, cà phê, nông sản, v.v. Tham dự các kỳ hội chợ này luôn tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đối tác Trung Quốc. Nhiều hợp đồng xuất khẩu có giá trị cao được ký kết. Tôi thấy giá cả của nông sản Việt Nam hợp lý nên tôi muốn tìm kiếm thông tin, chủ yếu là về gạo, sắn, cà phê. Nếu có thể tìm được đối tác phù hợp, tôi sẽ xuất khẩu sang châu Phi. Hội chợ CA Expo lần thứ 13 diễn ra với quy mô lớn, tiếp tục khẳng định niềm tin của các doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc về tiềm năng, cơ hội và triển vọng hợp tác thương mại đầu tư của các bên. Việt Nam trong vai trò là cửa ngõ của ASEAN, là thành viên của khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc. Việc tích cực tham gia CA Expo sẽ tạo thêm những bước tiến mới để các doanh nghiệp Việt Nam
tìm kiếm được thị trường phát triển bền vững.